chị con cũng chả gì các thứ xem trên kia còn quả này đi dọc thở về đi thì đi để đi trên đấy đó nó là mình vừa đi đường vừa đi sang nhỉ ăn uống đầy rẻ lắm, không biết bây giờ nào, ngày xưa này mà rất ngon, bát đũa đĩa điếc là cái đầy ú. Họ làm như là Trung Quốc ấy, họ làm như là ăn nhiều lắm. Quanh cuốn đúng là cái phố ăn uống ở phố này nên cái cùng mình vẫn ăn.